Khi mà hôm nay đến đây thì thấy là các bạn có một cái chương trình tri ân khách hàng rất là tốt, và cũng được nghe rất là nhiều những cái chia sẻ của các cô, các chị, các anh, là chia sẻ là đã từng tập như thế nào và bây giờ có kết quả như nào. Thì chị cũng rất là cố gắng có thu xếp thời gian để thi tập tốt hơn, đầy đủ hơn, và sẽ có một cái kết quả tốt hơn, với lại để có một cái vóc dáng đẹp hơn. Mình cảm thấy rằng là cái tiệc tri ân lần này và tạo một cái cảm giác là ấm cúng và rất là thân thiện cho tất cả khách hàng cũng như hội viên. Đấy là cảm nghĩ của mình là như vậy. Mình có cảm giác rằng là lần này thành công hơn cả hai lần trước. Hy vọng rằng là lần tới đây, nếu có thể một cái không gian và một cái địa điểm nào đó rộng lớn hơn, sẽ có thể mời được nhiều hội viên hơn, thì mình nghĩ rằng là cái sự lan tỏa của cái thông điệp Thank You Party nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cô rất vui, và khi mà cô đã lựa chọn cái trung tâm này để luyện tập thì cô cũng thấy rằng là đã đặt lòng tin vào rồi. Bên gia đình nhà cô là cũng, cô đã vận động các em cũng tập cả trong Nam ngoài Bắc là tập hết rồi đấy. Cái buổi tới như thế thì cô thấy sẽ rất là vui, và nó quần chúng. Là buổi tiệc rất là hoành tráng, rất là vui, rất là ấn tượng. Chị thích tất cả các màn biểu diễn, chị thích cách mọi người chào đón nồng nhiệt, nhẹ nhàng, nên là chị rất là thích. Và đặc biệt là cái màn nhảy nhót thì chị đã được lên tham dự. Đầu tiên là bị đẩy lên sân khấu, nhưng sau đấy thì là tham gia một cách rất là nhiệt tình và rất thích. Còn chính nghĩ là mọi thứ tổ chức là ok, hoàn hảo, perfect. Cảm ơn chị ạ.